Hello anh em, hôm vừa rồi mình có qua dự một cái sự kiện của BMW thì vô tình nhìn thấy em mô tô phân khối lớn này. Và mình thì không biết rõ về cái dòng xe này đâu, hôm nay anh em cùng mình đi xem về cái chi tiết của con xe này nhé. Đây là con BMW S1001R. Cái phiên bản M2R, S1000RR nó là phiên bản Sport cơ. Thì ở đây thật sự là nhìn từ xa con xe này rất đẹp nên mình phải quay lại quay luôn để mang về làm tư liệu cho anh em xem. Sự kiện này thì được diễn ra tại một cái công viên ở Hà Nội, cho nên là có sự góp mặt của một số bạn nhỏ nhỏ này. Các bạn ấy rất là thích chiếc xe này. Đấy, đây là con S1000RR phiên bản màu đỏ nha anh em. Ở thời điểm hiện tại thì đây không phải là phiên bản mới nhất, mà nó đã ra một phiên bản mới hơn, có cái đèn chia làm đôi ấy. Đây là phiên bản kéo dài từ 2021 đến 2023. Và ở Việt Nam hiện tại thì vẫn chưa có phiên bản facelift về. Rồi bây giờ mình sẽ quay vào chi tiết từng phần cho anh em xem. Tổng thể chiếc xe này nó cực kỳ nhỏ gọn luôn. Mình thấy nó là một chiếc xe 1000 phân khối, nhưng mà nó có cái kiểu dáng, rồi thì trọng lượng rất là nhẹ. Những chiếc phân khối lớn đến từ châu Âu, đặc biệt là đến từ BMW nữa thì cực kỳ đẹp rồi. Ngay cả xe máy, ô tô thì đều đẹp. Rất tiếc là tại sự kiện thì hãng họ không trưng bày phiên bản Sport để cho mình quay lên cho anh em xem. Chỉ có bản Next này thôi. Và một số cái con xe dạng như là xe Touring ấy. Phần đuôi xe, xe không có đèn hậu mà cái phần đèn nó tích hợp luôn vào cái xi nhan. Lốp rất to. Ống xả thiết kế như kiểu ống xả độ vậy. Đấy, có cái bạn này bạn ấy rất thích vào xem nhưng mình đang quay nên là bố bạn ấy lôi bạn ấy ra. Đèn hậu này. Bộ zin mà thiết kế gần giống như là một cái bộ đồ chơi ấy. Tổng thể con xe thì cực kỳ cơ bắp luôn anh em ạ. Khung sườn được lộ ra ngoài kìa. Đây là phần động cơ. Động cơ cũng được lộ gần hết ra ngoài. Tất nhiên đây là phiên bản Next by, cho nên là nó sẽ thiết kế kiểu như này. Nó không có cái dàn nhựa quay nhiều. Phải nói là nó đẹp anh em ạ. Đẹp dã man. Lâu lắm mình không quay một con phân khối lớn. Bây giờ mình có cơ hội sờ chạm chiếc xe này. Thực ra là do là yếu tố bất ngờ, mình không nghĩ là ở sự kiện BMW họ đang cho lái thử xe ô tô mà họ trưng bày cả xe mô tô như này. Nên là đến quay không có gì chuẩn bị cả. Cứ có cái gì quay lên cho anh em xem thôi. Con này mình thấy rất nhiều người đi phiên bản màu xanh và màu đen. Nhưng mà lên cái phiên bản màu đỏ này nó nổi bật khác biệt luôn. Xe này có trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại. Xe máy mà có cả cruise control như là xe ô tô luôn anh em. Đấy, quay sang phần đầu xe, phần đầu đèn này. Đầu đèn thì nhiều anh em bảo nó giống như là đầu của con MSX. Thì công nhận mình thấy đây nó đúng thật. Cái đèn rất là nhỏ. Và nó có kiểu dáng thiết kế tự tựa như vậy. Đấy, đèn LED 2 tầng. Có cái biểu tượng R ở giữa kìa. Ở đây chúng ta có một cái trợ lực. Đấy. Thiết kế rất là kín gọn. Phục upside down màu vàng đồng. Lốp kích thước lớn, lốp trước có kích thước là 120. Đĩa phanh hai bên. Tất nhiên đây là một chiếc xe cao cấp nhất của dòng phân khối lớn của BMW rồi. Phân khối lớn thể thao Naked Bike ấy. Cho nên là những cái trang bị như thế này thì nó là quá đơn giản rồi. Với mức giá tại Việt Nam đang bán là xung quanh khoảng 600 triệu cho chiếc xe này thì nó không hề rẻ một chút nào anh em ạ. Nếu mà đem so với lại Z1000 chẳng hạn. Là một chiếc Naked Bike khác cũng vô cùng nổi tiếng. Đấy, trong này có kẽ nước to dã man luôn. Kẽ nước nó che tất cả cái phần từ mỏ cày lên tận trên khoang máy rồi. Khả năng làm mát của chiếc xe này thì sẽ rất là tốt đấy. Mọi cái phần dây điện, dây dợ đều lộ hết ra ngoài anh em ạ. Phiên bản này thì chỉ có khóa cơ thôi. Một số phiên bản khác của con này cao hơn thì sẽ có khóa thông minh nha anh em. Ghi đông trần này. Trên tay trái thì tay côn này. Và rất nhiều phím chức năng. Thật ra mình cũng không biết hết chức năng của chiếc xe này, do là cũng chưa được trải nghiệm nó đâu. Chỉ quay lên cho anh em xem thôi. Khung sườn cực kỳ to bản chắc chắn.
Mặc dù thiết kế như vậy nhưng mà trọng lượng chiếc xe rất là nhẹ, thậm chí nó còn nhẹ hơn cả con CB650F của Honda hoặc là CB650R. Trọng lượng ướt theo như công bố của hãng, con này chưa đến 200 kg, cực kỳ nhẹ luôn. Đấy, khung sườn lộ hết ra ngoài này. Ở đây chúng ta có những cái mối hàn làm lộ ra, nhưng mà mối hàn này cực đẹp luôn. Động cơ 1000cc cho ra cái công suất cực đại là khoảng 160 mã lực. Nó dư sức để chạy ở Việt Nam mà không có một con đường nào đáp ứng nổi. Tất nhiên những chiếc xe 1000 phân khối ở Việt Nam thì đều thừa thãi, nhưng mà anh em chơi thích thì phải đi những dòng này thôi. Ở đây chúng ta có cái cần số này, và có quick ship cả chiều lên và chiều xuống nhá. Như cái này cực kỳ tiện luôn, anh em đang chạy thì chẳng cần bóp côn để mà lên số xuống số, nó tiết kiệm thời gian cho anh em. Đây chúng ta có những cái pad, những cái lỗ chờ sẵn để bắt ốc để lắp những cái phụ kiện của hãng, hoặc là anh em muốn lắp cái gì đấy cũng được. Sợi sên dành cho những chiếc xe phân khối lớn này thì rất to và dày, thì nó mới có thể đáp ứng được cái công suất đầu ra của con xe chứ. Gắp xe thì được sơn màu đen. Ở đây chúng ta có những cái thông tin mà hãng khuyến cáo này về cả áp suất lốp và độ trùng xích. Về con xe này thì nó có chiều cao yên là 830mm thôi, tức là nó sẽ cao hơn con một con xe mà anh em biết nhiều, đây là con R15 chẳng hạn, nó chỉ cao hơn con đấy một tí. Và mình có quay clip đây thì có một bạn ngồi trên xe, bạn ấy cao 1m72 và chống chân rất dễ dàng với chiếc xe này. Đó, anh em thấy không? Đây là bạn ấy còn đi dép nhá. Còn nếu mà anh em mà đi giày thể thao ấy, với 1m72, 1m7 trở lên đi, ngồi chiếc xe này là cực kỳ thoải mái. Nó vừa có kiểu dáng gọn, lại vừa có cái trọng tâm thấp, cái yên nó không quá cao để anh em có thể trải nghiệm. Nhưng mà tất nhiên cái khó khăn nhất đối với anh em vẫn là giá. Con xe này có giá quá cao. Với mức giá khoảng hơn 600 triệu đấy thì anh em có thể mua được một con sport bike loại xịn rồi. Kích thước lốp sau này. Đây, 190 55ZR17. Đó. Đây là một cái kích thước phù hợp với một chiếc xe thể thao cao cấp nhất của BMW. Phuộc thì là phuộc monoshock đằng sau và thiết kế dạng đứng nha anh em, chứ không đặt xéo như những hãng khác. Đây chúng ta có bình dầu này. Tất cả những cái phần sắt xi trên xe thì giờ cực kỳ chắc chắn. Cái pô này anh em thấy, hệ thống ống xả bên dưới đã rất đẹp rồi, nó như là pô đồ chơi luôn rồi anh em. Gắp sau cũng rất đẹp. Mình nghe nói là gắp sau con này thiết kế theo dạng là gắp ngược. Mình cũng chưa tìm hiểu kỹ về cái gắp ngược nó như nào, nhưng mà thấy quảng cáo là gắp ngược thì nó sẽ giúp cho xe có trọng tâm thấp hơn, và nó nói chung là vào cua rồi các thứ nó ổn định hơn. Mình nghĩ là những người mà thật sự có sở thích và đam mê với những xe phân khối lớn thì mới cảm nhận được cái độ đẹp của cái con xe này. Nó vừa mang cái sự mạnh mẽ và vừa mang tính thể thao. Tất cả cái khối động cơ khoe ra ngoài này thật sự là quá tuyệt vời và đẹp luôn. Yên thì hơi cứng nha mọi người. Anh em nào mà ngồi cho ghẹ ngồi đằng sau cái yên kia thì đúng là mông trồng lên trời, nhưng mà như là ngồi trên cục sắt luôn, cực kỳ cứng và đau mông nếu mà đi đường xa. Tất nhiên xe này làm ra để cho chúng ta đi một mình thôi. Rồi, video ngắn về con BMW S1000 1R này của mình kết thúc đây thôi. Cảm ơn mọi người đón xem. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.